Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 12, tự tại chủ đồng tử phó thác thứ hai nhiêu ích hạnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử thọ lời dạy của thiện kiến tỳ kheo rồi, suy ngẫm tu tập thấu rõ quyết định được ngộ nhập vào pháp môn đó. Chúng trời rồng dạ xoa cản thát bà vây quanh trước sau mà hướng về nước Danh Văn tìm cầu tự tại chủ đồng tử khắp nơi. Bấy giờ có trời rồng cản thát bà vân vân ở trong hư không bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, nay đồng tử này đang ở bên bờ sông. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe lời dạy của thiện kiến tỳ kheo rồi, nghĩ nhớ tụng chỉ đạo lý của thiện tri thức dạy, suy ngẫm tu tập pháp môn này thấu rõ quyết định lời dạy mà được ngộ nhập vào pháp môn đó. Hết thảy chúng trời rồng dạ xoa cản thát bà hộ pháp tám bộ chúng đều vây quanh trước sau thiện tài đồng tử mà hướng về nước Danh Văn tìm cầu tự tại chủ đồng tử khắp nơi. Lúc đó có trời rồng càn thát bà vân vân ở trong hư không bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, hiện nay vị tự tại chủ đồng tử này đang ở bên bờ sông. Bấy giờ thiện tài liền đi đến chỗ tự tại chủ đồng tử thì thấy đồng tử đó được 10.000 vị đồng tử cùng vây quanh gom cát lại để chơi đùa. Lúc đó thiện tài liền đi đến chỗ tự tại chủ đồng tử thì thấy đồng tử đó được 10.000 vị đồng tử cùng vây quanh gom cát lại làm tượng Phật hoặc lễ Phật để chơi đùa. 10.000 là biểu thị vạn hạnh, đây là trì giới ba la mật trong lục độ vạn hạnh. Gom cát là biểu thị công đức nhiều như cát sông Hằng, đều do trì giới tích tập mà thành. Thiện tài đồng tử thấy rồi bèn đảnh lễ tự tại chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay cung kính đứng qua một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, xin hãy vì con giải thích nói. Thiện tài đồng tử thấy rồi bèn đảnh lễ tự tại chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, sau đó chắp tay cung kính đứng qua một bên mà bạch với tự tại chủ đồng tử rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, xin hãy vì con giải thích nói. Vị tự tại chủ đồng tử này đã đắc được thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, sáu căn không lỗi lầm nên được tự tại, lại lấy giới làm chủ, trì giới thanh tịnh không nhiễm nên gọi là chủ đồng tử. Vị này biểu thị hạnh nhiêu ích thứ hai, vì ba cụ tịnh giới hay là ích mình người nên gọi là nhiêu ích. Trong giới kinh có nói rằng: Như người hay giữ giới sẽ được ba thứ vui, danh dự và lợi dưỡng, chết rồi sinh về trời. Hơn nữa đồng tử này đang ở bên bờ sông. Bờ sông biểu tượng sông ái sinh tử, nếu trì giới thanh tịnh thì sẽ không bị trôi nổi trong sông ái sinh tử. Tự tại chủ đồng tử nói rằng: Thiện nam tử, xưa kia ta đã từng ở chỗ văn thủ sư lợi đồng tử tu học thư số toán các pháp, liền được ngộ nhập pháp môn tất cả công xảo thần thông trí. Thiện nam tử, ta nhờ pháp môn này mà biết được thư số toán ấn giới xứ các pháp thế gian. Tự tại chủ đồng tử nói rằng: Thiện nam tử, xưa kia ta đã từng ở chỗ đạo tràng của văn thủ sư lợi đồng tử tu học văn học, toán thuật và ấn loát các pháp, liền được ngộ nhập pháp môn tất cả công xảo thần thông trí huệ. Thiện nam tử, ta nhờ pháp môn này mà biết được văn thư, tri thức lý luận thế gian, số học biểu thị 4 trọng, 10 trọng cho đến 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, toán thuật biểu thị mỗi nhân gì sẽ cảm quả gì, ấn biểu thị chỉ phạm thiện ác, cảm quả quyết định, giới xứ chỉ 12 giới và 18 xứ, các pháp thế gian. Tự tại chủ đồng tử có thể lập tức ngộ nhập được pháp môn tất cả công xảo thần thông trí đều do đầy đủ trí huệ. Trí hay đắc được giới cũng biểu thị tu giới sẽ phát sinh định huệ. Ta cũng có thể chữa lành những bệnh phong điên ốm gầy quỷ mị dựa nhập hết thảy tất cả các bệnh như vậy. Cũng có thể tạo lập thành ấp xóm làng, vườn rừng, đài quán, cung điện, phòng ốc, đủ thứ, các nơi. Cũng khéo điều luyện đủ thứ thuốc tiên, cũng khéo kinh doanh ruộng, nương, thương mại, tất cả các nghề, đè, bỏ, tiến, lùi đều được sở nghi. Lại khéo biết thân tướng chúng sinh khác nhau, làm thiện, làm ác, sẽ sinh vào cõi lành, sẽ sinh vào cõi ác. Người đó đáng đắc được đạo thanh văn thừa, người đó đáng đắc được đạo duyên giác thừa, người đó đáng nhập vào bậc nhất thiết trí. Những việc như vậy ta đều biết được, cũng khiến cho chúng sinh học tập pháp này để tăng trưởng quyết định rốt ráo thanh tịnh. Tự tại chủ đồng tử nói, ta còn có thể chữa lành những bệnh trúng gió, bệnh điên hoặc bệnh bị quỷ mị dựa nhập, do đó thân thể bị ốm gầy, sắc mặt trắng nhợt, thần kinh thất thường, thậm chí nghiêm trọng khiến bị chết.
hết thảy tất cả những chứng bệnh như vậy ta đều chữa khỏi. Đó là y phương minh trong năm minh, lại còn có thể tạo lập thành thị xóm làng, vườn rừng, đài quán, cung điện, phòng ốc, đủ thứ chỗ ở khác nhau. Ta còn khéo điều phối luyện chế đủ thứ thuốc tiên, ta còn khéo kinh doanh ruộng nương, nông nghiệp và thương mại công nghiệp. Trong tất cả các nghề nghiệp, ta biết cách nào để hay bỏ tiến hoặc lùi đều được sở nghi. Ta còn khéo biết thân tướng của tất cả chúng sinh khác nhau. Ví như người làm thiện thì trên thân sẽ có vị đạo thiện, người làm ác thì trên thân sẽ phát sinh vị đạo ác. Chúng sinh sẽ sinh vào cõi lành hoặc sẽ sinh vào cõi ác, ta đều biết. Hoặc người đó nên tu tập đạo Thanh Văn Thừa, quan sát bốn thánh đế, khổ tập diệt đạo. Hoặc người đó nên tu hành 12 nhân duyên của đạo Duyên Giác Thừa, đó là nội minh. Hoặc người đó nên nhập vào bậc nhất thiết trí tu hành Bồ Tát Đạo. Đủ thứ những sự việc như vậy ta đều hoàn toàn biết rõ. Ta cũng khiến cho chúng sinh học tập pháp môn này để tăng trưởng quyết định rốt ráo thanh tịnh. Do đây có thể biết năm minh học cũng khiến cho người đắc được trí huệ xuất thế. Tại pháp thế gian như đắc được chỉ đạo chánh quyết thì cũng có thể bước lên trí huệ thanh tịnh xuất thế. Năm minh tức là 1. Thành minh ngữ văn học, 2. Công xảo minh công nghệ học, 3. Y phương minh y dược học, 4. Nhân minh luận lý học, 5. Nội minh tông giáo học. Thiện nam tử, ta cũng biết được toán pháp của Bồ Tát. Đó là 100 lạc xoa là một câu chi, câu chi câu chi là một Ajuda, Ajuda Ajuda là một Najotha. Thiện nam tử, ta cũng biết được toán pháp của Bồ Tát. Đó là 100 lạc xoa là một câu chi, trăm vạn câu chi là một Ajuda, Ajuda Ajuda là một Najotha. Những đại số mục này gồm có 124 thứ đại số mục trong kinh Hoa Nghiêm. Najotha, Najotha là một Tần Bà La, Tần Bà La, Tần Bà La là một Căng Yết La, nói rộng ra cho đến Yêu Bát La là một Ba Đầu Ma, Ba Đầu Ma, Ba Đầu Ma là một A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ là một thú, thú thú là một dụ, dụ dụ là một vô số. Najotha, Najotha là một Tần Bà La, Tần Bà La, Tần Bà La là một Căng Yết La, nói rộng ra cho đến Yêu Bát La là một Ba Đầu Ma, Ba Đầu Ma, Ba Đầu Ma là một A Tăng Kỳ vô lượng số. A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ là một thú, thú thú là một dụ, dụ dụ là một vô số. Vô số, vô số là một vô số chuyển, vô số chuyển, vô số chuyển là một vô lượng, vô lượng, vô lượng là một vô lượng chuyển. Vô lượng chuyển, vô lượng chuyển là một vô biên, vô biên, vô biên là một vô biên chuyển. Vô biên chuyển, vô biên chuyển là một vô đẳng, vô đẳng, vô đẳng là một vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển là một bất khả số. Vô số, vô số là một vô số chuyển, vô số chuyển, vô số chuyển là một vô lượng, vô lượng, vô lượng là một vô lượng chuyển, vô lượng chuyển, vô lượng chuyển là một vô biên, vô biên, vô biên là một vô biên chuyển, vô biên chuyển, vô biên chuyển là một vô đẳng, vô đẳng, vô đẳng là một vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển là một bất khả số. Bất khả số, bất khả số là một bất khả số chuyển, bất khả số chuyển, bất khả số chuyển là một bất khả xưng, bất khả xưng, bất khả xưng là một bất khả xưng chuyển, bất khả xưng chuyển, bất khả xưng chuyển là một bất khả tư, bất khả tư, bất khả tư là một bất khả tư chuyển, bất khả tư chuyển, bất khả tư chuyển là một bất khả lượng, bất khả lượng, bất khả lượng là một bất khả lượng chuyển, bất khả lượng chuyển, bất khả lượng chuyển là một bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết là một bất khả thuyết chuyển, bất khả thuyết chuyển, bất khả thuyết chuyển là một bất khả thuyết, 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 bất khả thuyết là một bất khả thuyết, bất khả thuyết chuyển. Bất khả số là một bất khả số chuyển, bất khả số chuyển, bất khả số chuyển là một bất khả xưng, bất khả xưng, bất khả xưng là một bất khả xưng chuyển. Bất khả xưng chuyển, bất khả xưng chuyển là một bất khả tư, bất khả tư, bất khả tư là một bất khả tư chuyển, bất khả tư chuyển, bất khả tư chuyển là một bất khả lượng, bất khả lượng, bất khả lượng là một bất khả lượng chuyển, bất khả lượng chuyển, bất khả lượng chuyển là một bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết là một bất khả thuyết chuyển, bất khả thuyết chuyển, bất khả thuyết chuyển là một bất khả thuyết, 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 bất khả thuyết là một bất khả thuyết, bất khả thuyết chuyển. Những số mục này nói ra là vô cùng tận, thậm chí máy vi tính hiện nay cũng tính không rõ ràng được, nhưng vị tự tại chủ đồng tử này có thể tính ra được. Thiện nam tử, ta dùng toán pháp của Bồ Tát này để tính đống cát rộng lớn vô lượng do tuần, để biết trong đó có bao nhiêu hạt cát,
Ta cũng tính biết được hết thảy tất cả thế giới đủ thứ sự khác biệt ở phương Đông, thứ tự an trụ. Phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế, cũng biết được hết thảy tất cả thế giới trong 10 phương, rộng hẹp, lớn nhỏ và các danh tử. Trong đó hết thảy tất cả tên kiếp, tất cả danh hiệu Phật, tất cả tên Pháp, tất cả tên chúng sinh, tất cả tên nghiệp, tất cả danh hiệu Bồ Tát, tất cả tên đế lý, thầy đều biết rõ. Thiện Nam Tử, ta dùng toán Pháp của Bồ Tát này để tính đống cát rộng lớn vô lượng do tuần. Một đại do tuần là 80 dặm, ta đều hoàn toàn biết được trong đó có bao nhiêu hạt cát. Ta cũng tính biết được hết thảy tất cả thế giới đủ thứ sự khác biệt ở phương Đông, nhân duyên thứ tự an trụ. Đồng thời cũng biết được tất cả thế giới ở phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Ta cũng biết được hết thảy tất cả thế giới trong 10 phương, dài ngắn, rộng hẹp, lớn nhỏ, ngửa úp vuông tròn, tam giác, đa giác và các danh từ của những thế giới đó. Trong đó hết thảy tất cả tên kiếp, tất cả danh hiệu Phật, tất cả tên Pháp, tất cả tên chúng sinh, tất cả tên nghiệp, tất cả danh hiệu Bồ Tát, tất cả tên đế lý, ta đều hoàn toàn biết rõ hết. Thiện Nam Tử, ta chỉ biết pháp môn tất cả công xảo đại thần thông trí quang minh này. Như các đại Bồ Tát biết được số tất cả chúng sinh, biết được số phẩm loại tất cả các pháp, biết được số tất cả các pháp khác biệt, biết được số tất cả ba đời, biết được số tên tất cả chúng sinh, biết được số tên tất cả các pháp, biết được số tất cả các Như Lai, biết được số danh hiệu tất cả chư Phật, biết được số tất cả các Bồ Tát, biết được số danh hiệu tất cả Bồ Tát, mà ta làm sao nói được những công đức đó, hiển bày được những hạnh đó, hiển ra được những cảnh giới đó, khen được những sức thủ thắng đó, diễn nói được những vui thích đó, nói được những trợ đạo đó, bày được những đại nguyện đó, khen được diệu hạnh đó, xiển dương được các độ ba la mật đó, diễn nói được những thanh tịnh đó, phát dương được những trí huệ quang minh thủ thắng đó. Thiện Nam Tử, chắc ta chỉ biết pháp môn tất cả công xảo đại thần thông trí quang minh này. Như các đại Bồ Tát biết được số tất cả chúng sinh, biết được số phẩm loại tất cả các pháp, biết được số tất cả các pháp khác biệt, biết được số tất cả ba đời, biết được số tên tất cả chúng sinh, biết được số tên tất cả các pháp, biết được số tất cả các Như Lai, biết được số danh hiệu tất cả chư Phật, biết được số tất cả các Bồ Tát, biết được số danh hiệu tất cả Bồ Tát, mà ta làm sao nói được những công đức đó, làm sao hiển bày được những hạnh đó, làm sao hiển ra được những cảnh giới đó, làm sao khen ngợi được những sức thủ thắng đó, làm sao diễn nói được những vui thích đó, làm sao nói được những pháp trợ đạo đó, làm sao bày được những đại nguyện đó, làm sao khen ngợi được những diệu hạnh đó, làm sao xiển dương được các độ ba la mật đó, làm sao diễn nói được những thanh tịnh đó, làm sao phát dương được những trí huệ quang minh thủ thắng đó. Thiện Nam Tử, ở hướng Nam này có một thành lớn tên là Hải Trụ, trong đó có yêu bà Di tên là Cụ Túc. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện Nam Tử, ở hướng Nam này có một thành lớn tên là Hải Trụ, trong thành đó có yêu bà Di tên là Cụ Túc. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi toàn thân dựng lông, hoan hỉ vui mừng, đắc được tâm báu, tin vui ít có, thành tựu tâm lợi ích chúng sinh rộng lớn, đều thấy rõ được tất cả chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời, đều thông đạt được trí huệ thanh tịnh, pháp luân thâm sâu nơi tất cả cõi, đều tùy thuận hiện thân, biết rõ cảnh giới ba đời bình đẳng, sinh ra biển công đức vô tận, phóng quang minh đại trí huệ tự tại, mở khóa hết thảy cửa thành ba cõi, đảnh lễ tự tại chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tự tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe lời tự tại chủ đồng tử nói rồi, toàn thân đều dựng lông hoan hỉ vui mừng. Dựng lông có hai ý nghĩa, một hoan hỉ mà dựng lông, hai sợ hãi mà dựng lông. Thiện tài đồng tử hoan hỉ Phật Pháp chưa từng có, nên đắc được tâm báu, niềm tin hoan hỉ ít có, thành tựu tâm lợi ích chúng sinh rộng lớn, ngài hoàn toàn đều thấy rõ được tất cả chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời. Vị Phật nào xuất hiện ra đời trước, vị Phật nào xuất hiện ra đời sau, ngài còn thông đạt được trí huệ thanh tịnh, pháp luân thâm sâu trong tất cả cõi ác. Ngài đều tùy thuận phẩm loại chúng sinh khác nhau mà hiện thân, để giáo hóa chúng sinh liều khổ được vui. Ngài còn biết rõ cảnh giới ba đời, quá khứ hiện tại vị lai đều bình đẳng, sinh ra biển công đức vô tận vô biên, phóng ra quang huỳnh đại trí huệ tự tại, mở khóa hết thảy cửa thành ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Sau đó thiện tài đồng tử đảnh lễ tự tại chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng,
ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi về hướng nam để tìm một vị thiện tri thức khác